Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức họp với các thành viên để xem xét và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phiên họp đã tập trung xem xét, cho ý kiến về việc ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên đến năm 2030, triển khai áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2030, rà soát đánh giá hiệu quả hoạt động của các trang tin, bản tin điện tử, kết quả bước đầu thực hiện nghị quyết số 12 ngày 28 tháng 10 năm 2021 về chương trình phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030. Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và chính sách trợ giúp xã hội đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh đặt tên đường phố trên địa bàn thị xã Mỹ Hào. Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các thành viên, kết luận tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn yêu cầu các sở ngành tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu, sớm bổ sung điều chỉnh và hoàn thiện một số nội dung trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt theo đúng quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc triển khai áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2030 là rất thiết thực nhằm đảm bảo công khai minh bạch các thông tin truy xuất nguồn gốc của sản phẩm hàng hóa trên thị trường, cung cấp thông tin kiến thức, tạo sự chuyển biến sâu rộng về nhận thức đối với truy xuất nguồn gốc, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của doanh nghiệp và người tiêu dùng. Đồng thời, góp phần ngăn chặn việc vi phạm về mất an toàn vệ sinh thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Vì vậy, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các ngành nông nghiệp công thương xem xét bổ sung các danh mục sản phẩm hàng hóa chủ lực thiết yếu để triển khai áp dụng quản lý hiệu quả. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông cần quản lý chặt chẽ hoạt động của các trang tin, bản tin điện tử, kiểm tra việc thực hiện tôn chỉ mục đích của một số trang tin, tạp chí chưa đúng và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời. Các sở ban ngành, các huyện, thành phố, thị xã hàng ngày phải rà soát và đưa những thủ tục hành chính của ngành mình, huyện mình, đơn vị mình lên trang mạng cổng tin tưởng. 3 tháng, đồng chí phó tỉnh phụ trách khối tổ chức kiểm điểm các đơn vị không thực hiện. Trong đó là Sở Thông tin Truyền thông kết hợp với văn phòng tỉnh rà soát kiểm tra chỉ các đơn vị mà không thực hiện theo quy định. Về vấn đề quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và chính sách trợ giúp xã hội đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh, đây là chính sách rất quan trọng, thể hiện sự quan tâm của tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp xã hội, mở rộng đối tượng thụ hưởng trợ cấp xã hội, nhất là nhóm đối tượng được chăm sóc nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, người cao tuổi, cô đơn, thuộc hộ nghèo, cận nghèo nhằm giúp họ vươn lên trên mức sống tối thiểu, ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Dự kiến toàn tỉnh sẽ có trên 3.500 đối tượng được nâng mức trợ cấp và hưởng trợ cấp với tổng số tiền trên 31 tỷ đồng một năm. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội cần sớm chỉnh sửa hoàn thiện văn bản dự thảo theo ý kiến góp ý trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua để khi ban hành nghị quyết thực hiện hiệu quả, đảm bảo chế độ cho các đối tượng kịp thời, công bằng, công khai, minh bạch.